Vâng, xin chào các bạn, tôi là Phùng Phương. Càng gần thời điểm cuối năm thì càng nhiều những câu hỏi liên quan đến việc bốc bát hương, và trong đó có một câu hỏi rất nhiều, đó là nên dùng đất cát hay là tro cốt để mà để ở trong bát hương. Vậy thì trong video này tôi sẽ giải thích cho các bạn. Đầu tiên chúng ta cùng thử xét xem quan niệm đa chiều về tro cốt ở trong bát hương như thế nào. Bát hương vốn là một vật phẩm không thể thiếu ở trên mỗi bàn thờ của chúng ta, dù là bàn thờ thần linh, bàn thờ gia tiên hay là bàn thờ Phật, đúng không ạ? Đây vừa được xem là nơi giáng ngự của chư vị Phật Thánh gia tiên, lại vừa được xem là cầu nối tâm linh để mà người sống thể hiện lòng thành kính cũng như là đạo hiếu với bề trên hay những người đã khuất. Một bát hương muốn chiêu được linh khí, ngoài việc có đầy đủ tờ dị hiệu hay được nạp cốt thất bảo, gồm 7 những bảo vật linh thiêng ở nhân gian này như là vàng này, bạc này, hổ phách này, phỉ thúy, san hô đỏ, mã não và ngọc trai, giúp chiêu cầu nhiều hơn linh lực và đưa lại vượng khí cho chủ nhân. Thì những vật còn lại ở trong bát hương chúng ta gọi là tro cốt sẽ cần phải đảm bảo cái sự tịnh sái, không nhiễm tạp chất và càng tinh khiết càng tốt. Xoay quanh cái việc là dùng nguyên liệu nào để mà phù hợp nhất cho tro cốt bát hương có khá nhiều quan điểm, trong đó phổ biến nhất có thể đề cập đến như sau. Thứ nhất là dùng tro nếp để mà bốc bát hương. Quan niệm này thì xuất phát từ truyền thống văn hóa nông nghiệp, từ bao đời nay thì cây lúa vốn rất là gắn mật thiết với cuộc sống của những người nông dân, và các cụ của ta ngày xưa cũng sẽ đốt rơm để mà thành tro và sau đó cho vào trong bát hương. Đặc biệt vào thời điểm cuối năm này thì là vụ thu hoạch thóc nếp nên là sẽ có rơm nếp. Rơm này là một loại rơm rất là thơm và thường được dùng làm tro để mà bốc bát hương. Còn thứ hai, một quan điểm nữa là dùng cát để mà bốc bát hương. Tại một số địa phương, đặc biệt là trong miền Trung và miền Nam, nhất là những người mà xung quanh Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị chẳng hạn, thì người dân thường dùng cát trắng để mà bốc bát hương vì thuận lợi và dễ kiếm. Thực tế thì cần trải qua rất là nhiều công đoạn để mà có thể loại được nguyên liệu này đáp ứng được những cái tiêu chí không bị nhiễm các tạp chất hay là tạp khí. Gần đây thì một số Phật tử sau khi đi nước ngoài thì cũng hay tới các cái thánh địa như là Nepal, Ấn Độ hay là Bangladesh hay là Bhutan để mang về đất hay là cát trắng mandala để mà cho vào trong bát hương với quan niệm là đây sẽ mang lại sự trong sạch và thuần khiết. Tuy nhiên là chúng ta cũng cần phải xét tới điều kiện khí hậu nước ta vốn là nằm ở trong khí hậu nóng ẩm, nhất là ở phía Bắc, thì về lâu dài nếu mà cát gặp ẩm sẽ dễ kết thành khối và rắn lại, nên là việc chúng ta thắp nhang sẽ rất là bất tiện, cũng như là cái việc mà chất liệu mà bị biến đổi như vậy ấy, trong phong thủy cũng là một điều kiêng kỵ. Vậy thì chúng ta sẽ nên dùng đất cát hay là tro nếp để bốc bát hương đây? Để trả lời cho câu hỏi là nên dùng đất cát hay là tro nếp bốc bát hương thì chúng ta cần phải nhấn mạnh một điểm. Dù là chất liệu gì đi chăng nữa thì cốt bát hương luôn cần phải đạt được yêu cầu quan trọng, đó là giữ cho bát hương được tĩnh và luôn ấm cúng để cho dương khí cũng như sinh khí của khu vực thờ cúng được tăng cao. Với tiêu chí này thì ta có thể loại bỏ ngay việc lựa chọn cát, vì cát sẽ có độ gắn kết rất là lỏng lẻo, dễ bị xô lệch khi ta cắm hương. Còn hai chất liệu đất và tro ta lại cần phải linh hoạt hơn theo quan niệm của mỗi vùng miền. Ở miền Bắc có thể nói là chắc chắn 100% các gia chủ sẽ không dùng chất liệu gì ngoài tro nếp. Miền Trung đổ vào trong miền Nam thì thường sẽ chấp nhận cả chất liệu đất lẫn cát và cả tro nếp nữa. Tóm lại là để khép lại chủ đề này thì tôi khẳng định lại rằng đất hay là cát và tro cốt đều được khuyên dùng khi chúng ta bốc bát hương, và chúng ta không cần quá câu nệ vì điều này sẽ không làm thay đổi đại cục của việc linh ứng cho bàn thờ. Tất nhiên thì tro hay là đất cát chúng ta lựa đó cần phải đáp ứng các cái tiêu chí cùng một vài những lưu ý đặc biệt, thì khía cạnh này tôi sẽ dành ra riêng một video để chia sẻ. Còn trong video này thì tôi sẽ xin chỉ nhắc lại với các bạn rằng chúng ta có thể lựa chọn một trong hai chất liệu đó, nó sẽ không ảnh hưởng đến đại cục của việc thờ cúng của chúng ta. Và hy vọng với những chia sẻ trên tôi đã hồi đáp cho các bạn các câu hỏi trên là nên dùng đất hay là cát để hay cho cốt để bốc bát hương. Và trong những video tiếp theo thì tôi sẽ còn tiếp tục chia sẻ những kiến thức về phong thủy chính phái. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại.